Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Xin chào bạn, tôi là Duy Anh Nguyễn, giám đốc công ty thiết kế web Duy Anh. Hôm nay thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tạo subdomain nhé. Đây là cái tên miền chính này, duyanhweb.com.vn này. Đây, duyanhweb.com.vn. Đây. Bây giờ tôi muốn tạo một cái subdomain nữa là ví dụ như là demoweb.duyanhweb.com.vn để cài một cái code demo cho khách nhé. Thì làm như nào? Thì các bạn này đăng nhập vào cái tài khoản hosting được cấp của các bạn nhé. Các bạn sang cái phần gọi là domain setup nhé. Đây. Đây không. Để xem nào. Đây quên nhầm. Lúc này tôi không làm tôi quên mất đấy. Các bạn vào phần là subdomain management này. Đây này. Các bạn add vào này. Ví dụ như là demo web này. 123 này. Đấy, demo web 123 các bạn click. Thế là các bạn sẽ có một cái tên miền cái subdomain như này nhá. Đấy. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Đấy, bây giờ nó chưa có gì đâu. Các bạn bình lên phát thì nó sẽ ra này. Bình này, demo web này, 123 này, chấm này, duyanhweb.com.vn, cách chữ T ra. Rồi nó nhận rồi đấy. Rồi. Đấy, mặc định nó chạy rồi đấy. Đấy, thì bây giờ các bạn thao tác sẽ như nào? Các bạn sẽ vào file public HTML. Các bạn nhìn này. Đây là cái thư mục của duyanhweb.com này. Còn đây mới là cái thư mục của cái subdomain nhé. Demo web 123.com. Các bạn thấy không? Đấy. Thì tất cả các bạn sẽ thao tác ở trên này. Đấy, thì bây giờ là sẽ chưa có gì cả, vì cái file này là file không có gì hết. Thì các bạn sẽ up code lên trên này là nó sẽ chạy thôi. Mới nãy bing là nó đã nhận IP rồi đấy. Đấy, cách là tạo subdomain rất đơn giản đó. Các bạn login vào hosting rồi các bạn tạo sub ở đây. Ok chưa, thích tạo bao nhiêu sub cũng được. Nhưng mà cái hosting này nó chỉ có cho một SQL thôi. Đấy. Ok nhá, cái việc tạo sub nó khá là đơn giản nhá. Các bạn ấn vào đây này. Đấy, tạo sub đây, ok chưa. Hy vọng là với cái clip này thì các bạn sẽ biết cách là tạo subdomain nhé. Bạn nào có nhu cầu thiết kế web thì có thể liên hệ với Duy Anh Web theo những cái hotline đây. Ok. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những cái clip mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sắp tới. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.